Rồi, hello anh em đến với cái video tuần mới của Shop CPT nhá. Hôm nay cũng rất nhiều sản phẩm mới về phục vụ anh em nhá. Và thôi thì bắt đầu luôn vào cái sản phẩm đầu tiên đây. Shop có một cái lô hàng đèn sạc thanh lý anh em nhá. Đây. Nói chung con này thì hàng tồn kho lâu, nó yếu bình yếu pin rồi, em bật nó không sáng đâu. Nói chung đa phần cắm sạc thử test hai cái bóng đèn này thì nó vẫn sáng, nhưng mà bây giờ bật thì nó không sáng nhá. Đó, nên là cái này chỉ bán thanh lý cho anh em mua về làm cái đèn đóng pin lại nhá, chế cháo làm cái bộ đèn sạc. Nhìn nó rất là chất lượng anh em nhá, nhìn này. Tất cả vỏ của nó đã bằng thép hết anh em thấy không? Đây là thông số của nó này. Đó, anh em thấy chưa? Vỏ sắt hết anh em nhá, có cái bát treo lên tường này, rồi hai cái bóng đèn này cũng bằng kim loại hết nhá, tay sách bằng thép hết. Đó, quay lại mặt trước cho anh em xem. Ngon lành, có đồng hồ đo báo điện này. Rồi có công tắc để bật đèn trái, đèn phải này, cầu chì này, nút test này. Tất cả đều bằng kim loại, nó rất là đẹp anh em nhé. Đây, bên trong anh em nhìn chip LED của nó này. Đó, cái này thì không bao pin anh em nhé. Đó, nói chung anh em về anh em chế cháo rồi bán giá thanh lý cho anh em nghiên cứu thôi. Đó là chỉ có 100.000 cái. Đó, chứ nếu mà cái đèn này mà nó sáng, nó có đủ bình, đủ pin đó, thì ít nhất bán ra cũng phải 300 mấy chục ngàn. Còn giá này thì em bán cho anh em đúng giá của cái bộ vỏ sắt với lại linh kiện công tắc này kia để cho anh em nghiên cứu thôi nhá. Đây, số lượng thì shop chỉ có khoảng tầm 70-80 cái thôi. Cầm nặng lắm anh em ạ. Bên trong này nhưng nó có pin hay sao đó. Tại vì nó để lâu nó yếu, nó hư pin rồi. Anh em về một là độ pin, hai là độ bình vào xài thôi nhá. Thanh lý 100.000 cái. Đây, cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay shop có một cái lô hàng ống xả máy giặt, hàng bằng cao su cực kỳ chất lượng luôn anh em nhé. Hàng xuất nhập, dây dài 1,5 m. Đấy, anh em thấy không? Nó ra hai cái đầu như thế này này. Một cái đầu hình cái phễu, một cái đầu bằng như thế này. Đó, rất là dễ để anh em lắp đặt. Và nó có một cái móc treo nữa nha. Đây, chất liệu của nó thì nó không giống như ngoài thị trường đâu. Nó bằng cao su anh em nhé. Đây này, nó bằng cao su này. Nó rất bền. Ngoài thị trường thường những cái ống xả máy giặt đó thì người ta sẽ làm bằng nhựa, lò xo, cái nhựa. Nên là sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị mục, bị gãy, nó chảy nước. Nhưng mà cái cao su thì anh em biết là cái độ bền của nó rất cao, nó tuổi thọ rất cao. Nó dây dài 1,5 m nhá, đúng hệ dây xả máy giặt luôn. Đường kính của nó rất to, nó khoảng tầm 3 phân đó anh em. Đây là ngón tay của em này, nó to thế này. Nó tầm 3 phân nhá, dài 1,5 m. Đó, anh em lấy về làm dây để xả máy giặt là chính này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể lấy về làm dây của máy bơm nước, hoặc là dây của những cái máy hút bụi nhá. Thấy cũng khá là ngon nhá. Giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nhá. Đây thì shop sẽ bán cho anh em một lần là 3 bịch luôn, bởi vì giá nó rất là rẻ. Hàng xịn, cao su mà giá anh em còn rẻ hơn anh em mua hàng thường nữa. Đó là em bán một lần luôn là 3 sợi như thế này, là chỉ có 100 ngàn thôi anh em nhá. Đó, dây cao su xịn, nó ứng dụng rất là nhiều việc, mà để dự phòng sơ cua cũng rất ngon. Shop về hàng tượng gốm 4 chú tiểu anh em nhá. Cái này anh em lấy về để đề co trang trí đồ phong thủy mà, hoặc là anh em có thể để ở trên xe hơi này, hoặc là anh em để ở những cái chậu tiểu cảnh non bộ thì rất là đẹp luôn đây nhá. 4 chú tiểu bằng gốm anh em nhá. Đây này, làm bằng gốm rất là đẹp luôn anh em thấy không? Sơn màu mỗi chú là một cái kiểu dáng khác nhau này, anh em thấy chưa? 4 màu luôn. Đó, trong một hộp này là 4 chú nhá. Đó thì shop bán một hộp này là chỉ có 40 ngàn thôi. Đó, hàng này anh em về đề co ở bàn làm việc này, đó, để xe hơi hoặc là đề co mấy cái chỗ non bộ tiểu cảnh là cực kỳ đẹp luôn. Đó, thư giãn anh em nhá. Đó, rất là đẹp. Rồi, bốn hộp 4 chú tiểu tượng gốm này là 40k nhá. Rồi, em sẽ chuyển qua cái sản phẩm khác. Đây rồi anh em ơi, hôm nay thì kèo thơm đã xuất hiện đây. Điện thoại dành cho người lớn tuổi, dành cho người gọi là thích sự trâu bò. Đây, mẫu mới nhất của shop anh em nhé. Mới về thêm anh em nhé, hàng mới nguyên hộp. Đó, bảo hành đầy đủ cho anh em luôn. Và con này thì cực kỳ nhiều ưu điểm mới anh em nhé. Thứ nhất đây anh em nhìn này, nó sẽ sử dụng cái sóng 4G, vì sóng 2G và 3G sắp bị khai tử rồi anh em, nên là dòng này nó sẽ hỗ trợ cho anh em sử dụng rất là lâu dài luôn. Con này pin là 6800 anh em nhé. Đây, cục pin của nó đây, pin cực kỳ trâu luôn, 6800 mAh cho một con điện thoại như thế này thì anh em biết là sử dụng bao giờ mới hết.
Đài FM loa to, chữ to, bàn phím to, màn hình 2 inch, đèn pin siêu sáng đây, hai con đèn mắt cú siêu sáng. Chút nữa em test cho anh em. Đấy, đây đèn này này. Đó, và mua thì sẽ được tặng đầy đủ phụ kiện đây. Lên được cả con ốp lưng như thế này. Đó, sản phẩm thì sẽ có hai màu là màu vàng gold và màu đen như thế này anh em nhé. Đây, các cái phím chức năng nhanh của nó đây. Nói chung điện thoại thì nghe gọi thì không cần test anh em nhé. Chắc chắn là phải nghe gọi mượt mà rồi, loa to sóng khỏe rồi. Nhưng đây em test cho anh em những cái chức năng đặc biệt của nó. Đây, đèn pin này. Đấy, đèn pin tắt bằng cách là bật cái nút hồng này thôi, không cần mở khóa màn hình. Thì ví dụ khi mà anh em đút tay túi quần anh em lấy nó ra, anh em cần soi đèn thì anh em cứ gạt một phát là ăn ngay như này. Sáng rực luôn, như cái đèn pin luôn. Đó, anh em thấy không? Xịn chưa? Rồi, bật lên nhá. Mở khóa, bấm phím sao. Đây, em cho anh em xem. Em chưa lắp sim nhá. Đấy, pin đầy ạc luôn. Thứ ngày tháng tiếng Việt dễ sùng. 0, 9, 6, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, khi anh em bấm á, thì nó sẽ đọc tên luôn. Thì giúp cho mình bấm không bị nhầm mà lút rất là to luôn nhá. Đây, cái to như ngón tay của em anh em này. Đó, anh em thấy chưa? Dùng rất là sướng luôn. Bấm. Không. Gọi chẳng hạn. Đấy, bây giờ em chưa lắp sim nên chưa gọi được. Đó, hàng mới như thế này. Đó, loa to. Đây là loa này. Anh em mà mở đài FM này anh em nghe là hơi bị phê luôn đó. Menu danh này. Danh bạ điện thoại. Hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn nhá. Tin nhắn. Đa phương tiện. Đó, đa phương tiện này. Chơi nhạc này, ghi âm FM này. Đó, dò sóng nhá. Hình như con này em còn chưa chỉnh âm lượng lên đó. Âm lượng to lắm. Còn loa cực kỳ to luôn. Cài đặt này. Cài đặt điện thoại. Toàn tiếng Việt thôi anh em ạ. Rồi, nói chung là anh em về anh em chỉnh lên nhá. Âm lượng nó còn to hơn rất nhiều. Để em tắt cái FM này cho anh em đã. Đó, con này loa còn có thể to hơn nữa anh em nhá. Đó, nó thiết kế một cái điện thoại dùng làm máy phụ hoặc là dành dùng để anh em dùng cho ông bà lớn tuổi dùng là rất tuyệt vời luôn. Dễ xài, loa to, sóng khỏe, pin trâu. Đó, lại còn đọc hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nữa. Sản phẩm tất cả bán ra thì shop sẽ có chế độ và bảo hành cho anh em yên tâm sử dụng nhá. Hàng mới mà. Rồi, báo giá anh em luôn đi. 370.000 một bộ. Chỉ với 370k thôi. Đầy đủ phụ kiện nhá, cục sạc. Ốp lưng có luôn anh em nhé. Đó, ốp lưng mình cầm nó sẽ đỡ bị trơn trượt, với lại nó bảo vệ cái nước sơn tốt hơn. Pin lắp ráp test máy cho anh em ok hết. Hai sim hai sóng anh em nhé. Quá ngon luôn. Rồi, số lượng thì cũng không quá nhiều đâu, nên anh em nào cần thì lên đơn nhá. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop đã lại có thêm cái món hàng này đây. Cái miếng chip led 40W anh em nhé. Chuyên dùng để anh em thay thế cho các loại bóng đèn búp. Đó, sử dụng điện 220V anh em nhé. Đây này. Đó, tản nhiệt nhôm rất là xịn luôn. Đó, con này thì nó sẽ vừa với lại tất cả các cái dòng bóng 40W ở trên thị trường anh em nhé. Kích thước của nó là tiêu chuẩn rồi. Của nó là anh em có thể đo nhé. Nó là 120, tức là đường kính của nó là 12cm anh em nhé. Đấy. Rồi, ok. Hàng thì mới 100% anh em nhé. Bao sống hết. Chưa xài. Đây này, người ta còn chưa chấm mối hàn vào đây anh em này. Đó, giá rất là rẻ luôn thôi anh em ơi. Đó là shop bán là giá là chỉ có 20.000 một miếng nhá. Đó, nhưng mà ship một lần là 2 miếng như thế này là 40. Đó, anh em về chỉ cần hàn dây điện vào là có thể sử dụng được ngay. Thay cho bóng đèn búp thôi mà. Đó, bóng đèn búp lâu ngày thì nó sẽ bị hư cái này. Đó, anh em chỉ cần thay cái này thôi, không phải tốn tiền mua bóng mới. Đó, chỉ có 20.000 là anh em thay được cái bóng đèn búp mới rồi. Hoặc là anh em có thể lấy về để anh em gắn vào, anh em nối nhiều cái á, anh em tăng công suất lên, làm cái đèn led siêu sáng. Anh em độ 4 miếng vào một cái bảng led á, là anh em cắm vào là thành tăng công suất lên thành 160W nha. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn và test thử độ sáng cho anh em xem luôn nhé. Đây, em hướng dẫn anh em cái cách để anh em hàn cái dây nhé. Thì ở trên cái bảng led á, nó sẽ có chữ lửa và nguội nhá. Đây anh em nhìn kỹ ở đây này, nó sẽ có hai vị trí lửa và nguội. Thì anh em sẽ hàn dây vào đây, sau đó anh em lắp vào cái bóng búp của anh em thôi. Đây, con này thì nó là chuẩn 40W nhá. Đó, hàng rất là xịn luôn. Đây này. Đấy, đây em test thử cho anh em này. Cắm điện 220 này. Sáng rực anh em nhá, 40W. Đó, anh em lấy về thay thế sửa chữa là quá ngon luôn rồi.
Rồi cái sản phẩm tiếp theo là hôm nay shop có một cái lô đồ gia dụng tiện ích anh em nhá. Hàng rất là tiện mà giá cũng rất là hợp lý cho anh em luôn. Đây đầu hôm nay có thớt này, với lại bộ rổ đa năng anh em nhá. Nhựa plastic. Đấy anh em thấy chưa? Đây là cái hình mô phỏng của nó nhá. Kích thước của nó đây. Một cái nhỏ là 19 vuông. Cái vừa là 23. Cái lớn nhất là 27 anh em nhá. Đây so với kích thước bàn tay của em đây. Rồi, mở cho anh em xem luôn, hàng mới 100% anh em nhá. Đóng bịch như thế này. Nó giao về cho anh em. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, đây cho anh em xem cái thớt cái bộ rổ này. Đây, bộ rổ này thì anh em sẽ có 3 cái nhá, và mỗi cái bên trong thì nó sẽ có 2 bộ phận. Đây, một cái rổ ở dưới để anh em hứng cái nước đọng nhá. Đó, nó rất là dày anh em nhá, có cả móc treo luôn này. Đó rồi, có thêm một cái nữa là để anh em khi mà mình rửa rau củ quả thì anh em để nó lồng vô như vậy thì nó sẽ ráo nước xuống dưới nhá, mình không cần vẩy. Đó, nó rất là tiện luôn. Đây là cái size nhỏ nhất này, là mình cầm đấy. Tiếp cái size thứ hai cũng y như vậy. Anh em thấy không? Nó khác màu, nó lớn hơn chút. Đó, nhưng mà nó lớn hơn và nó cũng thiết kế y như vậy. Có khay hứng nước. Rồi, cái thứ ba là cái size lớn nhất này, 27 này. Đây. Đó. Hai bộ phận luôn anh em nhá. Đó, cái này dùng gia đình thì rất là tiện luôn. Mà giá shop bán ra cho anh em mà là chỉ có 50 ngàn một bộ thôi. Đó, 50 ngàn một set. Như thế này anh em nhá. Trong bịch như thế này. Rồi. Rồi đến cái sản phẩm tiếp theo là thớt này. Một cái bộ thớt 3 món. Đây. Thớt nhựa anh em nhá. Thớt nhựa 3 chi tiết như thế này. Đó. Con này hiện tại em đang sử dụng luôn, cũng thấy khá là ổn áp anh em nhá. Nó nhẹ nhàng mà nó có cái độ thẳng. Anh em dùng để thái thì rất là ngon luôn. Đây. Đó. Mở cho anh em xem đi. Đây, thớt này. Một cái size nhỏ mini này, nhẹ nhàng. Một cái vừa vừa này. Đó, nó, nhựa của nó rất là dẻo anh nhé. Đây, và một cái size lớn. Đó, anh em sử dụng để làm bếp các thứ là quá ngon luôn này. Đó, bộ này thì kích thước à? Đây, kích thước của nó đây anh em nhé. Đây này. Kích thước của nó đâu rồi? Đây này. 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhé. Đó thì nguyên một cái set 3 cái thớt như thế này là giá của nó là 40k anh em nhé. Đó. Rồi, ok em sẽ chuyển qua cái sản phẩm khác. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop đã làm việc được lô hàng máy bu lông, giá rất tốt cho anh em lấy về chiến đây. Anh em nhìn một thùng của nó 20 kg nhá. Mà được có 5 bộ thì anh em cũng nhắm chừng là một bộ 4 kg rồi đó. Con hàng cực kỳ khủng nhá, cho anh em xem hộp cái. Cái thương hiệu này anh em nào theo dõi shop thì cũng biết là thương hiệu này là của cái con mấy cái con đội này. Đó, hàng xuất Nhật, chất lượng của nó cũng ok lắm đấy. Mà mở cho anh cái. Mới 100% anh em nhé. Nó chạy điện 100V. Đó, anh em về sóng qua cục biến áp vừa vừa là bắn được rồi. Hoặc là lên mạch cản điện. Lên mạch cản điện con này dễ lên lắm anh em ạ. Bởi vì nó có 350W. 350W. Đây, nó mới này. Đây em cho anh em xem thông tin của nó nhá. Đầu kim loại hết, dây dài xong. Máy điện anh em nhá. Không phải máy pin đâu, máy điện đây này. To nặng anh em nhá. AC 100V 350W. Lực của nó là 240 N nhá. Tức là ở đây hình nó mô phỏng là con này anh em bắn được bánh xe hơi này, đây này. Nó chuyên dùng để nó mở bánh xe hơi thì anh em sửa xe máy các thứ là ok rồi. Nó không cần, cũng có một cái ưu điểm là nó không cần pin thì nó không được cơ động lắm, nhưng mà nó tiện, không cần sạc pin. Đây, cắm nguồn vào điện 100V là bắn luôn. Trong hộp thì nó tặng kèm cho mình hai cái đầu khẩu như thế này này. Ủa, cái đầu khẩu nặng lắm anh em ạ. Đây này. Bóng nữa luôn. Một cái khẩu 19 nhá. Với cái 21. Ủa, hai con này khá thông dụng. Đầu này ra chuẩn 1/2 nhá. Hộp số này. Full kim loại. À, rồi ok, để em lắp máy vào em trước khi test thì em báo giá luôn anh em đi. Là em bán chỉ có 550 một hộp nhá. 550 một thùng. 550 một thùng anh em nhá. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ em. Bây giờ em cắm điện 100V vào em test thực tế cho anh em xem nhá. Đây, em test máy cho anh em xem nhá. Con này điều tốc đảo chiều đầy đủ nhá. Nhấp nhẹ là chạy nhẹ này. Khi mà mình vắt ốc là nó sẽ có búa nhá. Bây giờ em không có ốc để test. Đó, em chỉ test tải cho anh em thôi. Không tải. Đó. Đảo chiều này. Cái đầu khẩu này thì chắc chắn nó phải quơ nhá. Bởi vì là tháo lắp được mà anh em. Nhưng mà khi anh em vặn ốc thì chắc chắn là nó sẽ không quơ. Rút đầu khẩu ra cho anh em xem.
nhiều khi anh em hiểu nhầm là cái đầu máy nó bị dơ. Đầu máy thì hoàn toàn êm nhá, còn cái khẩu này nó lỏng thì chắc chắn nó phải rơi. Con này về mà anh em tháo bánh xe máy, bánh ô tô là quá đúng bài luôn. Giá này quá tốt luôn cho con máy xuất Nhật, châu bò phết anh em ạ. Rồi anh em nào chốt thì liên hệ em nhá. LED đã về rồi anh em ơi. Hôm nay có thêm cả nguồn 30A cho anh em luôn nhá. Đây này, có luôn nguồn 30A 400W. Đây, có một thùng rồi thôi. Để chút nữa em, cái này thì anh em dùng để chạy LED hoặc là anh em dùng được rất là nhiều việc nhá. Đấy, nguồn ngoài trời. Đặt, anh em nhìn này, tản nhiệt nhôm nhá. Đây này, của nó là 400W 12V. Input là 180-240V và output của nó là 12V 33A. Tương đương với 400W. Ở đây thì có sơ đồ đấu dây nhá. Anh em nhìn giúp em này, nửa nguội này, te này, ba cổng âm này, ba cổng dương này, tương đương với lại ba con ốc này nhá. Đó. Anh em về thì anh em sẽ mở cái nắp này ra. Nguồn này nó thiết kế ngoài trời mà, mở cái nắp này ra, kéo nó xuống nhá. Và mình đấu dây vào mấy cái con ốc kia kìa. Đó. Và khi anh em treo ngoài trời, anh em lưu ý giúp em nhé, là mình sẽ để cái thế như thế này. Đã, nó làm con ốc treo như vậy á, thì nước mưa nó sẽ không rớt vào trong này được nhá. Đó. Còn anh em cẩn thận hơn nữa thì làm thêm cho nó cái che lại là an toàn. Còn để trong nhà thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Đó, nguồn này thì anh em chạy LED thoải mái nhá. Chạy chút nữa mình giới thiệu LED thanh, anh em có thể lấy về chạy kèm LED thanh, hoặc là chạy motor này, chạy đèn này, chạy rất là nhiều thứ. Nguồn 12V mà. Rồi bao ra anh em chiếc bộ nguồn đi. Nguồn mới 100% anh em nhé, bao sống bao xài. Giá của một bộ nguồn 33A này là shop bán là 160.000 một bộ. Đây là nguồn công suất lớn anh em nhé, mà là hàng nhôm, tản nhiệt nhôm ngoài trời. Giá 160 cho bộ 33A này là rất tốt đó anh em, rất rẻ luôn đó. Rồi bây giờ em giới thiệu LED cho anh em đây. LED này thì năm ngoái có về rồi, năm nay em thì thông báo là nó có thêm hàng thôi. Giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. LED thanh nhôm nhá, đây này, một cây dài 1 mét. Cắt cho anh em xem đây mà nhá, cho anh em xem cái chip LED đây. Này ứng dụng anh em trang trí này, chiếu sáng là cũng được luôn này, độ sáng nó khá là mạnh. Dán tủ trưng bày sản phẩm này, hoặc là làm LED hấp của Trần Thạch Cao. Nếu anh em hấp màu trắng lấy con này cũng đẹp, bền. Đấy, tản nhiệt nhôm nhá, tản nhiệt nhôm. Đấy, chip LED, mắt LED thì bi cầu như thế này. Đấy, cái đoạn nào mà nó nối âm dương này là cắt được hết này, mình cắt mình nối thôi. Còn ở đây là người ta đã hàn sẵn cho anh em một bách này là 20 thanh rồi nhá. Để em dã cho anh em xem này, 20 thanh luôn. Rồi test đi mà nhá, anh em đấu qua bộ nguồn với lại cũng được nhá. Đây này, còn em thử với bình ắc quy cho nó cơ động. Đấy, sáng rực luôn anh em nhá. Nhá cho anh em cái, bật lại, sáng lắm anh em ạ, ánh sáng trắng nha. Rồi em bán luôn một lần là một bó như vậy luôn á, 20 thanh là giá 180.000 đồng là một bó luôn. Đây em vừa mới xả một bó là 20 thanh em nhé, thì tương đương với lại chỉ có 9.000 đồng một mét thôi, mà LED nhôm anh em nhé. Đây này, sử dụng điện áp DC 12V. Đó, đã lối sẵn dây điện rồi. Đó, anh em về anh em tách nhá, muốn tách thì anh em cứ cắt thôi, mình cắt đoạn nào cũng được. Cắt rồi mình muốn nối dài hay thế nào đó, muốn nối ở các cái vị trí khác thì anh em nối bình thường nhá. Đây, hôm nay thì nhân dịp cái mũi hàn bãi Nhật nó về số lượng nhiều, bên shop sẽ có một cái chương trình bán mỏ hàn tặng theo mũi hàn xịn cho anh em. Mũi hàn này là mũi hàn của Nhật bãi anh em nhé, người ta đã qua sử dụng rồi, nhưng mà chất thép của nó rất là xịn nên là anh em sử dụng nó sẽ rất là nhanh nóng. Đây này, với lại độ dày của nó anh em nhìn này. Đó, và mũi hàn này thì nó sẽ tương thích với gần hết hầu hết các loại mỏ hàn trên thị trường. Một trong số đó là cái mẫu hàn 60W chỉnh nhiệt độ của shop nha. Hôm nay không cái mũi hàn này có bán lẻ cho anh em luôn đi nha. Mũi hàn thì shop bán cho anh em luôn, một bịch là 10 mũi nha. 2 4 6 8 10. Đấy, 10 cái mũi này báo giá anh em trước này là 30.000. Tương đương với lại 3.000 đồng một mũi, anh em lấy về thay bao ngon. Xài ngon hơn tất cả các loại mũi hàn thông thường nha. Đây này. Tuy là người ta đã sử dụng rồi nhưng mà anh em thấy không, nó còn rất là nhọn, rất là dài, còn dùng thoải mái. Đấy, cứ đóng một bịch là 10 mũi cho anh em như thế này nhá. Đấy, nó làm trong bịch như thế này là 30. Đó, còn anh em lên đơn chung với mọi hàn, anh em tặng cho anh em luôn. Em tặng anh em 5 mũi hàn khi anh em mua cái con mỏ hàn này. Được chưa? Đó, kiểu gì cũng ok nhá. Đây, anh em mua một mỏ hàn này thì em tặng cho anh em luôn 5 cái mũi hàn.
với giá là chỉ có 70.000 thôi. Đó, và con mỏ hàn này của shop, con này em xài rất nhiều năm nay rồi. Nó rất là ổn định nha. Công suất 60W, có cái núm dimmer chỉnh nhiệt độ. Đó, mũi hàn thay thế cực kỳ đơn giản, cắm điện 220 anh em nhé. Đây, anh em mở con ốc này ra cho em, mạnh vặn cho anh em xem. Hướng dẫn anh em cách thay mũi hàn luôn. Đấy, nó có cái mũi hàn này. Đây, so sánh luôn cho anh em nhé. Đây là mũi hàn theo mỏ hàn này. Còn đây là mũi hàn bãi Nhật này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, rồi, ok. Đây, anh em thay như này. Đút ngược nó vào đây thôi. Rồi, lắp vào. Anh em về được tặng mũi hàn xịn rồi. Anh em tháo luôn con này ra nhá. Anh em lắp luôn con mũi này vào. Anh em sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt. Nó nóng rất là nhanh và hàn rất là sướng nhá. Đó. Rồi, ok. 70.000 một mỏ hàn, tặng thêm 5 mũi anh em nhé. Đây anh em ơi, tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ hot của shop trong mấy ngày gần đây. Đó, em có thông báo cho anh em ở trên group với lại bên kênh phụ rồi đó. Máy massage cổ cực kỳ xịn anh em nhé. Giá tốt luôn. Nhân đây thì anh em nào muốn tham gia cái group Zalo của shop thì anh em cứ kết nối Zalo, shop sẽ duyệt cho anh em vào group nhá. Hiện tại đang có gần 1.000 thành viên. Đó, quyền lợi của anh em khi tham gia group là anh em sẽ nhận được thông báo về sản phẩm mới về của shop, cũng như là một vài cái sản phẩm shop xả hàng trực tiếp thanh lý ở trên group thì anh em sẽ nhận được thông báo mỗi ngày nhá. Rồi, thôi em giới thiệu luôn cái con máy massage cổ mới về của shop đây. Khoan, hàng thì khi anh em nhận về thì nó sẽ nguyên hộp như thế này anh em nhá. Đây, đó, mới 100%. Đó, công suất của nó đây anh em nhá, 5V 20W, sử dụng pin 1800mAh. Đó, và nó có rất nhiều tiêu chuẩn xịn sò anh em nhé. Đó, anh em lấy về làm quà tặng cũng đã rất là đẹp rồi. Một cái hộp như thế này. Máy mở cho anh em xem. Sử dụng pin sạc lên rất tiện nhé. Lực bóp cực kỳ mạnh. Đó, đây anh em nhìn này. Đây, ui giời, nó nặng. Nặng tay lắm anh em nhé. Đây này, giấy tờ này. Tặng kèm em anh em một cái cáp Type C nhé. Đó, anh em nào xài qua những cái dòng này rồi thì có thể để lại bình luận cho anh em được biết. Đây anh em ơi, test máy cho anh em xem nhá. Đây anh em nhìn nó bóp này, cực kỳ phê luôn, vừa bóp cổ mà vừa bóp cho anh em ở cái vị trí như thế này này. Đó, ui dồi ôi, nó bóp mạnh lắm anh em ạ. Đây này, máy cực kỳ khỏe mà nó chạy như không chạy anh em nhá, tức là không nghe một tiếng ồn luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng. Đây này anh em nhìn, bóp phần cổ này, phần vai lưng gáy này, tuyệt vời chưa? Đó, giá bán bằng một thùng bia anh em uống một bữa là hết nhá. Mua con này về chăm sóc cho sức khỏe, tuyệt vời, cả nhà dùng chung được. Đó, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc thì anh em sử dụng con này. Hàng cực kỳ xịn luôn anh em nhìn, chất liệu da và độ hoàn thiện của nó này rất là đẹp nhá. Đó, chạy thì êm, sạc pin tiện lợi. Đây, đeo vào đây vừa làm việc vừa thư giãn. Rồi, tắt, bấm một cái là tắt nhá. Đây, anh em thấy chưa? Chất liệu của nó bọc da anh em nhé. Đây, hoàn thiện, cực kỳ xịn luôn. Đây, các cái nút cao su của nó rất là mềm nhé. Đó, và anh em lưu ý là con này mình sẽ về mình đai, mình chỉnh theo cái vòng ngực của mình nhé. Anh em chỉnh nó siết chặt vô cái vòng ngực của mình nhé, thì nó sẽ bóp, anh em sẽ rảnh tay hơn. Mình không cần vịn nhé. Đó, mình vừa có thể ngồi thư giãn làm việc mà nó vừa bóp cho mình luôn. Đây, sạc của nó thì nó sẽ ra cái cổng sạc như thế này. Và anh em lưu ý giúp em là con này khi mà đang sạc là nó máy nó sẽ không chạy nhá. Đó, em đã thử rồi, cứ cắm cục sạc vào là không được, không bật được máy. Đó, có nghĩa là anh em phải dùng hết pin rồi anh em sạc. Đó, chứ không có thể vừa cắm sạc vừa xài được. Đó là một cái lưu ý đến anh em. Đó, dây nhựa cực kỳ đẹp luôn nhá. Và anh em cũng lưu ý giúp em là mình không nên tự ý mở những cái khóa này ra nhá. Tại em có thử mở ra cái chơi dại quá, lắp vào nó hơi khó. Anh em cứ để anh em xài thôi, đừng mở ra vệ sinh gì cả vì người ta bọc kín hết rồi. Anh em có thể mở ra anh em nhòm nhẹ một cái vào bên cái nội thất bên trong của nó thì được, nhưng mà anh em đừng có mở hẳn nó ra nhá. Đừng mở hẳn bộ phận nó ra, như thế này lắp vào nó sẽ hơi khó. Đấy, lại một lưu ý anh em nữa. Mẫu này trên thị trường anh em check giá nhá, người ta đang bán tới 800.000 một bộ đó. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, đeo vào cổ, nhấn và giữ. Đây, nó bóp này, anh em thấy chưa? Và anh em có thể thấy là máy chạy rất êm nha. Đó, đây là các cái chế độ để mình chỉnh này, bóp xuôi bóp ngược này. Đấy, nó đảo anh em thấy chưa?
đảo xuôi đảo ngược này. Còn cái này là mức độ này, nhanh chậm này, ba vạch này. À đây, cái này là kiểu ngắt nghỉ nữa đúng không? Nó có nhiều chế độ lắm. Đây là tốc độ này. Đấy anh em thấy không? Tốc độ đã thay đổi rồi đấy. Bóp cực kỳ phê luôn. Đấy, nhanh chậm. Còn cái này là cái gì đây? Cái này có thêm bi nữa. Đèn báo là cái gì đây? Bi hồng ngoại. Thực sự là em cũng chưa dùng hết tính năng của con này luôn anh em nhé. Đó, chỉ em mới cứ thử test rồi bóp thế này thôi là đã thấy rất phê rồi, bóp rất mạnh nhá. Nếu mà anh em cảm thấy đau quá thì anh em lấy lỏng dây ra nhá. Có người kêu là bóp còn đau luôn anh em, nó bóp rất mạnh, lực bóp cực kỳ mạnh luôn. Tắt thì anh em chỉ cần nhấn giữ thôi, à nhấn một cái thôi là tắt nhá. Lưu ý giúp em, nhấn giữ là mở, nhưng khi tắt chỉ cần nhấn một cái thôi. Rồi, ok. Đó, giá thì em vẫn đang có mức giá rất là tốt cho anh em luôn. Là một con máy massage như thế này, massage cổ nhá, là shop bán với giá là 380.000 đồng thôi trên một bộ. Đó, anh em nào chưa chốt thì anh em lên đơn nhá. Tiếp theo sẽ là hôm nay shop có cái hàng chai xịt giày anh em nhá. Đó, khử mùi hôi. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Chai xịt giày khử mùi hôi. Đó, anh em chỉ cần lấy nó ra và anh em mạnh mở cho anh em xem. À, xịt luôn à? Xịt đi. Đó, anh thấy không? Đó, mùi rất là thơm luôn anh em nhá. Cái này anh em sử dụng để anh em xịt vào giày vào dép này. Nó sẽ khử mùi anh em nhá. Đó, rất là tiện, rất là tốt luôn. Mình không thể nào mà mình giặt giày thường xuyên được. Đó, mỗi ngày anh em đem ra trước khi sử dụng anh em xịt vào giày dép á thì nó sẽ khử mùi rất là tốt anh em nhá. Đó, mà giá rất là tốt thôi anh em. Rồi, ok. Chai xịt giày dép đang cực kỳ hot luôn. Là shop bán với giá là chỉ có 50.000 đồng trên 3 chai. Anh em lấy về dùng thoải mái luôn nhá. 3 chai xịt giày chỉ có 50.000 thôi. Đó, anh em có thể lên đơn kèm những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Đây, hôm nay thì shop lại tiếp tục có thêm hàng cuộn giấy bạc nướng đồ ăn anh em nhá. Đó, một cuộn dài 10 mét đóng nguyên ở trong một cái hộp như thế này. Đó, mạnh mở ra cho anh em xem một cuộn đi. Đây, anh em sử dụng để cuốn đồ ăn rồi đút vào nồi chiên hoặc là lò nướng đều ok nhá. Hoặc là nướng than, nướng củi. Mình cuốn giấy bạc thì nó sẽ sạch sẽ, nó không bị bám ba kia đen. Đó, một cuộn này là anh em sẽ có tới 10 mét thôi anh em. Đây này, giấy bạc này cuộn cho anh em xem, mà nó to lắm. Đây này. Đó, 10 mét dài như thế này nhá. Mà chiều dài của cái này là 25 phân. Cái bản là 25 phân. Đó, mày xé ra thử miếng đi. Xé ra miếng đi. Đấy. Rồi. Đấy, anh em bỏ đồ ăn vào đây thì anh em cuốn nó lại. Đó, nó cách nhiệt, giữ cho đồ ăn sạch sẽ mà giữ được cái hương vị tốt hơn. Làm bánh các thứ đều ok nhá. Đây, cái bạc này. Rất là nhiều ứng dụng. Đó, mà giá thì shop bán một lần là 5 cuộn nhá. Tại giá nó khá là tốt luôn. 5 cuộn giấy bạc là giá 90.000. Đó, tương đương với lại chỉ 18.000 đồng trên một cuộn thôi. Đó. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop mới về thêm được cái món này đây anh em này. Cái bộ khẩu vặn, cần vặn mini anh em nhé. Lắc tay mini để anh em vặn những cái con ốc nhỏ cho nó đỡ mỏi tay. Hoặc là mình thao tác ở những cái lỗ sâu hoặc là những cái con ốc nằm ngang nhá, thì con này xài rất là tiện. Đấy. Nó sẽ ra hai đầu là một đầu 6.35 nhá. Và một đầu 6.35 và một đầu khẩu nhỏ để anh em gắn được các cái loại ốc 6, ốc 8, khẩu 6, khẩu 8, khẩu 10 hay là bao nhiêu đó chẳng hạn. Nói chung cái cỡ sản xuất nhỏ thế này thì người ta cũng chỉ lực, cũng chỉ tính toán đủ những cái con ốc nhỏ thôi anh em nhá. Chứ không phải là anh em dùng để gắn được những con ốc lớn. Đây, và cái tay cầm của nó thì cũng bọc cao su anh em này. Còn cái chi tiết, các cái chi tiết khác của nó thì bằng thép nhá, sơn tĩnh điện hết. Đó, cái gạt này để anh em đảo chiều này. Đó, hàng thì nó sẽ có thêm một cái núm này. Cái núm này thì thực ra tác dụng của nó chủ yếu là để bảo vệ cái viên bi thôi. Ngoài ra thì anh em có thể vịn tay vào đây để anh em thao tác nó sẽ dễ dàng hơn nhá. Rồi, em test cho anh em xem này. Đây, nếu mà anh em xài cái mũi vít á, thì anh em gắn ở bên này nhá, bên âm này này, rút vào đi mày. Nó có nam châm nó tự hít luôn. À, nó có bi nó giữ này. Còn anh em xài khẩu á, khẩu thì không cần vịn tay nhá. Khẩu nó có lỗ nó ôm hết rồi, đút vào đây thôi. Rồi, còn anh em xài vít thì anh em vịn tay anh em xài, nó sẽ thế nó dễ hơn. Đấy.
Đấy anh em kêu cạch 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 thế nhá. Đó, vặn như vậy. Đấy anh em thấy vặn ốc chưa? Rồi, đảo. Anh em giữ cho nó vuông góc nhá. Anh mình lưu ý mình giữ cho nó vuông góc thì vặn nó sẽ dễ hơn. Đó, anh em thấy chưa? Rất là ngon luôn. Rồi, ok. Rồi, được rồi mọi nhá. Test như vậy là anh em hiểu rồi. Rồi, cái này thì shop bán một lần là 2 cây luôn anh em nhá. Đó, vì nó rất là rẻ thôi. 2 cây như thế này. Đó là giá chỉ có 50 ngàn thôi. Đó, anh em lấy về bỏ một cốp xe, vặn ốc các kiểu luôn. Sửa chữa, lặt vặt rất là ngon. Đây anh em ơi, món này shop lại có hàng rồi đây. Hàng rẻ chất lượng mà nên là nó đã cháy hàng rất là sớm trong cái video trước anh em nhá. Hôm nay em lại tiếp tục về thêm hơn 100 bộ. Hơn 100 combo để phục vụ anh em. Đó, hàng thanh lý mới 100% như thế này. Anh em thấy chưa? Chất liệu là thép không dỉ và nhựa ABS nhá. Đây chính là bộ rổ úp chén. Anh em có thể treo hoặc để bàn đều được nhá. Có khay hứng nước bằng nhựa này, có ống đũa này. Và quan trọng nhất là cái con rổ này là đựng được chén dĩa gia đình rất là ngon. Nó lớn chứ không hề nhỏ nhá. Toàn bộ là bằng thép đặc hết, không dỉ anh em nhé, không dỉ sét. Thử nam châm là nó có hít nhá, nhưng mà nó không dỉ sét. Đó, mạ chrome sáng bóng rồi. Đo kích thước cho anh em cái. Hàng không hề nhỏ anh em nhé, khá lớn đấy. Đây này, tới 36 này. 30-36 nhá. Đây, so với kích thước cái bàn tay của em đây. Đó, anh em lấy về đựng đồ trong gia đình thì rất là ngon luôn. Nó có một cái ống đũa này. Đó, và một cái khay để anh em đựng hứng nước đây, nó dẻo anh em nhé, khá là dẻo. Đó. Rồi. Đó, anh em mà mua ngoài thị trường lẻ một bộ này thôi là phải hơn 100 ngàn rồi. Shop bán do là bộ này nó đóng gói, nó phải đóng thùng xốp nên là nó không đủ chi phí để bán lẻ cho anh em. Nên là em phải bán một lần 2 cái nó mới đủ chi phí đóng gói cho anh em nhé. Thì 2 bộ là 120 ngàn. Đó, 120 ngàn 2 bộ, tức là gì? Cả một bộ thế này là chỉ có 60 thôi. Đó, 2 bộ thì em bán 120 để gom nó lại đóng thùng xốp cho anh em về cho nó an toàn nhá. Đó, anh em là hôm trước mà chốt chưa được thì hôm nay anh em lên đơn giúp em. Đây anh em ơi, sản phẩm tiếp theo thì hôm nay shop về được một cái lô khăn mặt anh em nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Đó, bán một lần là một bịch như thế này luôn cho anh em, giá cực kỳ tốt luôn. 10 cái. Đây, một bịch là 10 cái, mở cho anh em xem chất lượng đi. Đó, anh em lấy về sử dụng cả gia đình luôn. Đây, khá là dày anh em nhé. Đây này, đẹp chưa? Đấy, mềm mịn lắm anh em ạ. Đó, mà kích thước của nó khá lớn nhá. Đây này, em đo theo găng tay của em này là nó phải cỡ 30 nhân với 60 đấy, gấp đôi lại đúng không? 30-60 rồi. Mà mềm mịn lắm anh em ạ. Đây này, nhiều màu sắc nhá. Anh em nhìn này, trong một cái bịch như thế này là anh em sẽ có rất là nhiều màu luôn. Đó, anh em ra chợ anh em mua là anh em ra chợ mua là phải 10 ngàn cái, là rẻ nhất. Ở đây em bán nguyên một bịch 10 cái khăn mặt xịn như thế này, nhiều màu sắc là chỉ có 60 ngàn thôi. 60 ngàn một hộp, à một bịch 10 cái khăn mặt nhá. Anh em lấy về xài dần. Đó, nói chung khăn mặt thì mình cũng nên thường xuyên mình thay nhá. Không nên sử dụng quá lâu. Mình thay thì nó sẽ tốt hơn. Nhiều màu sắc anh em nhá. 60 ngàn thôi, quá rẻ rồi. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop lại về thêm được vài thùng cắt cành đây. Hàng ngon, giá tốt cho anh em luôn. Mới nguyên hộp luôn anh em nhá. Có giá xỉ cho anh em nào chốt nguyên một hộp về cửa hàng luôn nhá. Đây, một hộp này có nó mấy cái? Hộp này không thấy ghi nhỉ, thôi đổ ra đếm đi. Hàng cắn đúc anh em nhá. À, hộp này có 2 này, 4 này, có 6 cái anh em à. Hộp có 6 cái. Rồi ok. Hàng thì nó đúc bằng thép hết anh em nhé. Cán thép cứng cáp lắm anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Tra dầu tra nhớt rồi, không bao giờ dỉ sét được. Đây có cái khóa hãm này. Đây này, cán nó đúc liền luôn anh em này. Nhìn trông rất là lì luôn, cứng luôn. Anh em thấy không? Tra dầu rồi chống dỉ sét, test thử cho anh em cái đi. Anh em lấy về mà cắt cây cắt cành quá ngon luôn. Đó, ngọt, ok chưa? Cành bao cắt luôn, cứng, bao bền luôn anh em nhé. Đây này, nhìn cái gân guốc nó làm rất là lì đòn luôn anh em này. Anh em thấy không?
Rồi, giá shop bán cực kỳ tốt luôn. Giá là chỉ có 50 ngàn một cây thôi anh em nhé. Kéo cắt cành thép đúc. Anh em nào chốt nguyên thùng 6 cây luôn đi thì em tính anh em luôn là 200 nha. Giảm giá cho anh em tí. 6 cây. Nguyên hộp 6 cây cắt cành là 270. Đây hôm nay shop về được tới 3 cái thùng này cơ. Mà trong một thùng này thì lại rất nhiều hộp. Và cái sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay là shop mới về hàng ấm đun siêu tốc anh em nhá. Đến từ thương hiệu Cucu. Đó, hàng mới về nguyên đai nguyên kiện như thế này anh em nhá. Đóng hộp xốp cho anh em. Đây, hộp của nó như thế này. Đó, mẫu này thì 2,5 lít nhá. Và nó nâng cấp rất nhiều thứ so với mẫu trước. Nó đẹp hơn. Kiểu dáng nó đẹp hơn anh em nhá. Công suất 1500W và dung tích là 2,5 lít. Đây anh em nhìn này, rất là đẹp luôn. Kết hợp giữa nhựa ABS và thủy tinh. Tức là nguyên cái ấm này của nó là thủy tinh hết nhá, xong nó bọc thêm một lớp nhựa bên ngoài nữa. Đó, có vạch để anh em nhìn nước ở bên ngoài luôn. Đó. Tối đa là được 2,5 lít. Có đèn báo hiển thị đang nấu nhá. Công tắc ở đây, on off. Đó, lắp để anh em rót nước sôi. Ok chưa? Còn đây là cái đế của nó này, đế để mình cắm điện nhá. Bình đun siêu tốc này thì 2,5 lít sẽ có giá là 180.000 đồng trên một bộ anh em nhá, 180. Đó, thì anh em nào chốt thì liên hệ shop. Và hôm nay thì shop sẽ ngừng quay ở đây luôn. Anh em mua thì liên hệ shop hai số điện thoại ở trên màn hình nhá. Một số sản phẩm thì shop có để cái đường link ở bên Shopee đó. Anh em nào muốn đặt Shopee thì có thể click vào đường link ở phía dưới. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé.